chào quý vị và các bạn đến với LOWI TV. Hôm nay chúng mình sẽ làm một thử thách là ăn 50 chén bánh bèo trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Với thử thách của Shi Nho và Pham. Mình là chỉ nhiệm vụ đi mua thôi nha các bạn. Chỉ mua thôi. Let's go. Bây giờ mình sẽ cùng đi mua nhé. Đây đây đây. À, xin chào mọi người quay trở lại với LOWI Channel. Nãy là mình đã ở vùng quê Lê đã đi mua 50 chén bánh bèo và bây giờ đây mình có ăn. Nhưng mà Lê đã ăn chưa rồi nên không thể thực hiện thử thách cùng với mình được. Bây giờ mình sẽ mời Phạm Lý ăn cùng với mình trong 50 chén bánh bèo này. Anh nghĩ một tiếng là hết rồi. Anh đi ăn thì chỉ cần 30 phút. Ok, thực hiện thử thách trong vòng 30 phút ăn 50 chén bánh bèo. Mọi người, bây giờ mình sẽ bắt đầu nhé. Cho anh biết trước nữa. À, đây, nói gì vậy? Chị nói mà mình không nói được tiếng nào rồi mình nói thôi. Mọi người chưa tới 10 giây rồi đó mọi người ơi.
để khán giả cùng theo dõi. Đề nghị xin lỗi gì có thể nói.
nhiệt tình liền. Đó chương trình. Tao là tí hả? Nhưng mà người đã quay trở lại với LOWI Channel thì đây, sau khi mình và anh Quý nhờ bên bao hậu cần đó là anh Tôn và anh ấy ăn phụ thì lên còn dư 2, 4, 6 tháng đó, còn tới 8 chén nữa luôn. Tới tính ra là 20 chén là hai em đó ăn có 6 chén thì trung bình 6 chén. Mình xin được đưa ra thử thách là ai là người này 50 chén bánh bèo ở đây á, mình sẽ trao thử 5 triệu đồng nha. 5 triệu đồng nè, hứa danh dự nha mọi người. Ai mà có khả năng ăn 50 chén bánh bèo thì mình sẽ trao thử 5 triệu. Mọi người hãy tới số 9 Pham đi. Sẽ đi nhận 5 triệu đồng nha, 50 chén bánh bèo. Em sẽ loại ra khỏi cái chương trình này rồi, vì em có 5 chén. Em có một người không? Ui, biết chưa. Thôi bây giờ anh Quý thì bắt đi vì thiếu tụ cho nên là đi có thuốc rồi. Còn bây giờ thôi mình xin kết thúc chương trình. Xin chào mọi người.